người cha đưa cho cô con gái một khẩu đại bác nhắm bắn xuống chiếc xe dưới đường. Người cha vô cùng tự hào vì đây là quà lễ trưởng thành tròn 18 tuổi tặng cho con gái. Nhiều năm sau, hai chiếc chiến cơ bay trước máy bay dân dụng dường như đang hộ tống nhân vật quan trọng nào đó. Sau đó tới một nơi hẻo lánh, lính đặc vụ trang bị vũ trang đưa một thùng sắt to vào đường hầm. Ai ngờ người mà bạn họ hộ tống nghiêm ngặt như vậy lại là một người phụ nữ. Đợi chờ cô là ba bộ trưởng lớn của Hoa Kỳ, lần lượt là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rex Doblin, Giám đốc FBI Rogelio Rio và Bộ trưởng Bộ Nội vụ John Bradbury. Bọn họ chỉ ra 105 tội danh của người phụ nữ, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng phải e dè cô, không dám làm gì hại tới cô. Người liên lạc của cô ở Angola là ai? Nếu tôi từ chối trả lời thì sao? Thế lực của cô lớn đấy, nhưng không ai biết cô ở đây. Người phụ nữ ung dung ngồi xuống, tay cầm bút viết, khóe môi nở nụ cười ẩn ý. Đồng thời lúc này, tại một ngân hàng nọ ở New York, bọn trộm đang lắp đặt một quả bom, sau đó vô số phần tử bịt mặt xông vào trong. Ngân hàng báo động khởi động hệ thống bảo vệ, nhưng bọn trộm không cướp tiền mà ung dung đứng giữa ngân hàng, cầm một tờ giấy giơ lên phía trước camera. Lúc này cảnh sát địa phương có mặt gửi hình ảnh của bọn trộm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bradbury. Ông ta nhìn về phía người phụ nữ. Lúc này cô vừa viết xong tờ giấy đưa cho Doblin, bên trên ghi rằng hãy nhìn túi quần của mình. Bộ trưởng Bộ Tư pháp lại không biết trong túi mình có gì, ông ta cũng phải dè chừng. Lúc này Bradbury cầm điện thoại đi tới, nội dung trên tờ giấy của bọn trộm ghi là kính chào nữ hoàng. Ai là nữ hoàng? Người phụ nữ ra Doblin mở phong thư, kết quả mở ra ai nấy cũng phải đứng hình, bên trong có ghi tôi là nữ hoàng. Thì ra người phụ nữ là tay buôn vũ khí khét tiếng khiến Hoa Kỳ phải khiếp đảm, biệt danh công chúa Bạch Tuyết, tên thật là Elena. Sau đó Elena nói với bọn họ đã làm cô lãng phí thời gian một ngày, tôi đảm bảo các người sẽ phải hối hận, các ông chọc nhầm người rồi. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực ngân hàng. Doblin tự tin nói với Elena cũng chỉ là màn kịch cướp ngân hàng mà thôi, người của cô đã bị bao vây rồi, xem cô còn dở trò gì được nữa, nhưng hiện thực nhanh chóng cho ông ta một cái vả. Tại một ngân hàng khác nọ ở New York, một nhóm phần tử trang bị vũ trang xông vào, bọn họ nhanh chóng khống chế được ngân hàng, cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường. Trong vòng một tiếng xảy ra hai vụ cướp ngân hàng ở New York, đặc vụ FBI Turner lập tức đoán ra đây là chiêu trò của ai. Trong một nhà tù nọ, một ông trùm mai tóe nhận được một cuộc điện thoại. Turner hỏi có phải do ông ta làm. Ông trùm xem TV và nói mình chẳng có gan đó, nhưng không phải ông ta thì là ai chứ? Hai người cùng lúc nghĩ tới một nhân vật, chính là bà trùm vũ khí Elena đó. Turner lập tức báo cáo cho cấp trên. Trước đó Turner từng tiếp xúc với Elena, biết mục đích của đối phương không phải cướp ngân hàng mà là có âm mưu lớn hơn. Turner đề nghị hơn 700 ngân hàng trên toàn thành phố bật báo động. Cấp trên lại phản bác đề nghị của cô. Đây chỉ là vụ cướp nhỏ mà thôi, nhưng Turner lại không nghĩ như vậy. Cô đến trung tâm điều khiển vì chỉ cần khống chế được nơi này là có thể ngắt hệ thống giao dịch của hơn 700 ngân hàng. Cô nhận định đối phương sẽ không bỏ qua nơi này, nhưng vừa đứng dưới tòa nhà. Hai người nhanh chóng lại gần, nhưng phần tử khủng bố lại để một tờ giấy lên kính, bên trên ghi rằng cô đoán đúng rồi. Lúc này Turner chắc chắn rằng đây là kiệt tác của bà trùm đó. Tiếp theo ngân hàng thứ 3, thứ 4 lần lượt bị cướp, nhưng đám phần tử khủng bố không có hứng thú với tiền, xem ra sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này cấp trên gọi điện cho Turner, anh ta vừa nhận được chỉ lệnh của Bradbury, bảo Turner đến một căn cứ có tên là Fort Totten, còn nơi này chính là căn cứ bí mật đang giam nhốt Elena. Turner nói với những quan chức cấp cao cô từng tiếp xúc với Elena, người này hành xử vô cùng thận trọng, với lại có quân đội tư nhân tinh nhuệ trang bị vũ trang. Dễ dàng để bị bắt như vậy rất có khả năng là một âm mưu. Nghe đến đây, Doblin trao quyền cho cô, cho phép cô tiếp xúc với Elena ở khoảng cách gần. Đặc vụ Valerie Turner, sao đến muộn như vậy? Đang đợi tôi sao? Từ lúc tôi đến đây, tôi luôn đợi cô. Trước kia không phải muốn bắn tôi sao? Tôi bắn trượt, tôi không nhắm tới cô. Thì ra lúc đầu là Elena cố ý tha cho Turner. Vòng đi vòng lại, Elena lại kể một câu chuyện hồi nhỏ của mình. Chiếc xe ở phần đầu sau khi bị bắn, người trên xe một chết một bị thương. Một cô bé may mắn sống sót nhưng đối phương đã men theo vết máu đuổi theo. Cô con gái cầm lấy dao, đi lên đâm vào người cô bé. Turner lập tức cắt ngang vì những việc này đã ghi chép trong hồ sơ cảnh sát. Nào ngờ Elena lại cởi áo khoác lộ ra vết thương trên bụng. Thì ra cô mới là cô bé bị đuổi giết đó. Lúc đó cha cô tử vong, trong chốn đường cùng Elena đã kiên cường chống đối giết được hai cha con nhà kia. Không ngờ hung thủ mà bọn họ nghĩ lại là nạn nhân lớn nhất. Sau khi ra ngoài, ba quan chức cấp cao đều cho rằng Elena muốn cướp tài sản công thông qua trung tâm giao dịch phân chia lại, nhưng Turner lại cho rằng dã tâm của Elena không chỉ có vậy, thậm chí còn có khả năng ra tay với ngân hàng liên bang vì ở đó có 6.000 tấn vàng. Mấy vị quan chức cho rằng không thể nào, cho dù xông vào ngân hàng được thì làm sao lấy được 6.000 tấn vàng chứ. Lúc này bọn họ bắt được một tên nội gián, Doblin vô cùng phấn khích, khoe khoang chiến tích của mình với Elena, cho rằng âm mưu của cô nên chấm dứt rồi, thế là lập tức phái đội đặc vụ tiến hành tấn công phần tử khủng bố. Nhưng lúc bọn họ mở ống thông gió thì nghe thấy tiếng tích tắc ở khắp nơi. Wow. Get the hell out of there. Thì ra phần tử khủng bố sớm đã chuẩn bị từ trước. Turner biết dã tâm của Elena không chỉ có vậy, cô vội tới ngân hàng liên bang lớn nhất Hoa Kỳ. Vừa đến nơi liền nhận ra lái xe của chủ tịch ngân hàng là tay sai của Elena. Nhưng lái xe cũng không dễ đụng đến, thân phận vừa bị phát hiện liền rơi xuống tấn công Turner.
Một tốp đặc vụ nhanh chóng có mặt ở hiện trường, Turner cho bọn họ bảo vệ chủ tịch, còn cô đưa hai cô con gái của chủ tịch về nhà. Nhưng vừa quay người, cộng sự liền gọi điện cho cô nói đặc vụ sắp tới rồi. Turner sững sờ, trước mặt cô là một đám đặc vụ giả, nhưng chủ tịch đã bị đưa đi, mọi việc không kịp nữa. Còn chủ tịch sở hữu quyền hạn cao nhất ngân hàng, có thể mở két sắt cất giữ 6.000 tấn vàng. Lúc này luật sư của chồng Turner gọi tới hẹn gặp cô ở nhà hàng. Thì ra chồng cô Owen cũng từng là một thành viên của liên bang, nhưng vì một vài chuyện mà phải ngồi tù. Sau khi hai người gặp mặt, luật sư nói rằng Turner chỉ cần giúp Elena một chuyện, chồng cô có thể rửa sạch mọi tội danh. Cô không hiểu vì sao ông ta lại đứng về phía Elena. Chứng cứ mà ông nói sao cô ta có được, chính là cô ta vu oan cho chồng cô. Turner nghe xong không nói lời nào, liền cho khẩu súng ra ngoài, bắt luật sư theo mình quay về điều tra. Ông ta lại vô cùng điềm tĩnh, trên áo cô có gì đó. Ở bên này, hai phần tử khủng bố vừa lắp đặt bom xong. Sau khi tiếng nổ lớn vang lên, bọn họ kết nối camera với hệ thống của liên bang. Trên màn hình xuất hiện video bọn họ hành động, phần tử khủng bố chui vào lỗ trên tường. Thì ra phía sau bức tường là két sắt của một ngân hàng. Dublin có hơi hoang mang, ông ta muốn đặc vụ xông vào ngăn cản bọn họ. Nhưng Bradbury đã tiến hành bảo vệ ngân hàng trên toàn thành phố, đặc vụ không thể xông vào được. Nhìn Elena đang ung dung xem kịch, Bradbury tức giận bắt cô phải dừng lại, không thì cô sẽ không được yên ổn. Tôi không đợi được nữa. Phần tử khủng bố lúc này đã lẻn vào ngân khố, thuần thục mở một két bảo hiểm trong đó. Xem đến đây, Elena cho Bradbury một lời khuyên. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi đề nghị ông hãy từ chức. Mau im mồm. Bradbury quay đầu lại, nhìn liền cứng đờ, chỉ thấy phần tử khủng bố lấy một con thỏ trong két bảo hiểm. Elena bảo ông ta cứ yên tâm, cô sẽ không làm hại con thỏ của bà nội ông ta đâu. Còn những thứ khác như bằng chứng tham ô, còn có ảnh của ông với những cô gậy nóng bỏng. Những thứ này chắc ông không muốn công khai. Bạch Tuyết và 7 ngân hàng, không liên quan tới ông, mà là bà. Phần tử khủng bố gửi tới video con tin trong video buộc đầy bom. Elena nói với họ đây là chút thành ý của mình. Nhưng khi chùm đầu được lấy ra, Rogelio sững sờ vì đây là con trai cưng của bà ta. Bà ta chất vấn Elena tại sao lại bắt cóc con trai mình. Cô không trả lời mà bắt bà ta đem quần áo khác cho mình thay. Có khi tâm trạng tốt hơn sẽ nói với bà ta. Rogelio tức giận cho người lấy bộ đồ tù nhân cho Elena. Cô chọc phải tổ ong rồi. Bà ta không phải tổ ong, tôi mới phải. Cùng lúc này, cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng, con trai của giám đốc FBI bị bắt cóc, bọn họ không dám lơ là, cảnh sát nhanh chóng tìm được xe của phần tử khủng bố. Nhưng sau khi vào đường hầm thì mất dấu, chiếc xe đã biến mất. Lúc này một chiếc xe tải đã khiến họ chú ý tới, thời gian với chiếc xe của phần tử khủng bố hoàn toàn trùng khớp. Sau đó bọn họ tìm tới chiếc xe đó, mở ra xem bên trong quả nhiên là xe của chúng. Nhưng khi Turner quay người lại thì sững sờ, đây là nghĩa trang chôn cất mẹ cô không tin đây là trùng hợp. Trong căn cứ, Elena mặc bộ đồ tù nhân lên người vẫn khí chất ngời ngời, cô sẽ khiến những quan chức cấp cao phải hối hận. Cùng lúc này, đặc vụ khoanh vùng tòa nhà bỏ hoang ở gần đó. Thông qua tìm kiếm lục soát, bọn họ cuối cùng cũng tìm được cậu con trai, nhưng trên người cậu ta buộc đầy thuốc nổ. Một khi xuất hiện vấn đề, cả tòa nhà sẽ bị san bằng. Cảnh sát không dám manh động, nhưng khi chuyên gia gỡ bom tới, thời gian chỉ còn lại 3 phút, muốn tháo quả bom phức tạp như vậy là việc không thể nào. Chỉ đành nghĩ cách phá giải mật mã bên trên mới có thể sống sót ra ngoài, nhưng phá giải mật mã đâu có dễ như vậy, thử nhiều lần đều thất bại. Bradbury tìm tới Elena, muốn mật mã không? Hình như có 4. Thời gian chỉ còn lại chưa đến 1 phút, Turner nói với cậu con trai nghĩ tới mật mã liên quan tới mẹ cậu ta. Cậu ta bỗng nhớ tới số điện thoại của mẹ mình lúc báo che tội cho mình, nhưng nhập vào vẫn không được. Thời gian sắp hết, đúng lúc đó Turner nhanh trí, nếu Elena đã chọn nghĩa trang của mẹ mình, cô dứt khoát nói ra hung thủ đã sát hại mẹ mình. Mật mã chính xác, cảnh sát ném quả bom vào khoảnh khắc cuối cùng. May mà mọi người đều an toàn, chỉ thấy mảnh vỡ găm chi chít lên tấm bảo vệ. Rogelio thấy con trai được cứu ra ngoài cuối cùng cũng yên tâm, không ai biết mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Elena. Sau đó Turner gặp cô, hỏi cô nhắm tới chồng mình lúc nào. Elena nói rằng đợi tôi thay quần áo mới sẽ nói đáp án cho cô, còn quần áo mới đang trên đường tới đây. Sau khi ra ngoài, cộng sự Anthony gọi điện cho Turner vì anh ta phát hiện một chiếc dương sau cốp xe. Turner mới nhận ra thủ đoạn của Elena cao siêu chừng nào, chẳng ai hiểu được Elena đang nghĩ gì. Những việc trông chừng chẳng có ý nghĩa gì lại được tính toán vô cùng tinh vi. Bàn cờ của Elena cũng chính thức bắt đầu. Trong một ngày, phần tử khủng bố tấn công 7 ngân hàng nhưng không lấy một đồng nào mà xâm nhập vào hệ thống dữ liệu ngân hàng để sao chép toàn bộ thông tin nội bộ. Cảnh sát phát hiện ra lập tức ngắt nguồn điện, nhưng phần tử khủng bố đã trộm được toàn bộ thông tin trước khi mất điện. Ở ngoài sảnh ngân hàng, quản lý đòi thức ăn và nước, phần tử khủng bố tóm lấy tay đối phương. Đừng giở trò ở đây, bình tĩnh nào, tôi sẽ không bàn bạc bất cứ chuyện gì với các anh đâu. Đến giờ sẽ có cơm ăn thôi. Sau đó ném cho anh ta một đĩa kẹo, kế hoạch của phần tử khủng bố cũng chính thức bắt đầu. Không lâu sau, quản lý đổ mồ hôi, mặt trắng bợt, cảnh sát nhìn qua camera suy đoán quản lý có vấn đề về tim. Hai bên thông qua một hồi đàm phán, phần tử khủng bố giao con tin ra. Trẻ sát cấp cứu, cảnh sát gỡ miếng dán trên tay quản lý, chính là miếng dán phần tử khủng bố dính lên tay anh ta. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến anh ta phát bệnh. Quản lý bỗng khỏe mạnh trở lại. Sau đó cảnh sát lấy USB dưới đế giày của anh ta. Cảnh sát hóa ra là nội dán được gài vào. Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng khi cảnh sát cầm theo USB rời đi thì sự cố xảy ra. Cấm nhúc nhích, đưa cho tôi. Turner lấy được USB lập tức quay về căn cứ giao cho cấp cao xử lý, không hay biết mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Elena. Cô cố ý để lộ sơ hở để Turner lấy USB về. Khi video bên trong được công bố, hình ảnh của ông trùm mai tóe hiện lên. Sau đó giám đốc FBI Rogelio gặp mặt đối phương. Rogelio có hơi lo lắng.
gửi 10 triệu vào tài khoản của tôi hàng năm. Nếu tôi không nhận đúng thời gian, anh sẽ không nhận được thông báo ở cảng khẩu đâu. Đồng thời cảnh sát sẽ không tha cho anh tự mà lo lấy. Cấp cao trông có vẻ đứng đắn, phía sau lại làm ra những chuyện thế này. Cho dù chứng cứ phạm tội danh danh, Jorelio vẫn không thừa nhận. Nói với Bradbury đừng vì chuyện này mà xảy ra bất hòa, và nói mình cũng sắp về hưu rồi. Bradbury nhìn Turner, bà bị bắt rồi, đứng lên. Trong ba quan chức cấp cao đã có hai người bị Elena vạch trần, sau đó cộng sự gửi một bức ảnh cho Turner. Bên trên là chồng cô cùng với Elena và còn có một người đàn ông khác. Để tìm hiểu rõ Turner và phòng giam chất vấn Elena rút cuộc có quan hệ gì với chồng mình, nhưng cô không trả lời đúng câu hỏi mà muốn lôi kéo Turner vào làm việc cho mình. Turner đương nhiên sẽ không đồng ý, thấy chẳng hòa được gì cô vào tù tìm chồng mình. Nàng ngờ Owen lại nói đừng chen vào chuyện này nữa, cô sẽ không thắng nổi đâu. Sau khi Turner rời đi, Owen đi đến chỗ chồng của Elena, Sergey, thuật lại cuộc trò chuyện của mình với Turner cho Sergey nghe, hai người là một hội với nhau. Còn Elena lúc này đã thay sang bộ quần áo, cô nở nụ cười đắc thắng. Trong tình cảnh này vẫn cười tươi được, xem ra biệt danh bà trùm vũ khí của cô không phải gọi cho có. Phần tử khủng bố bắt một người phụ nữ nhốt vào trong ngân khố, sau đó bật đồng hồ đếm ngược 4 tiếng. Hết thời gian, khí oxy trong ngân khố sẽ lập tức cạn kiệt, con tin cũng tắc thở mà chết. Vào lúc cảnh sát bàn bạc cách giải quyết phần tử khủng bố lợi dụng kỹ thuật hack bản tin, không chỉ bộ nội vụ mà cả màn hình trên toàn New York đều xuất hiện video của Elena. Xin chào New York, tên tôi là Elena Federova, chính là tôi đã cướp 7 ngân hàng ở New York. Hôm nay sẽ xảy ra một vài chuyện mà mọi người sẽ không đồng tình. Sau đó cô nói với mọi người hãy cho một phóng viên tên là Tyler đến ngân hàng đàm phán. Nếu ông ta không đồng ý hoặc cảnh sát chen tay vào thì con tin chỉ còn con đường chết. Bây giờ các bạn có lẽ hận tôi, nhưng sau hôm nay tôi đảm bảo các bạn sẽ yêu tôi. Sau áp lực từ dư luận, bọn họ chỉ đành tìm đến phóng viên Tyler, thợ trang điểm còn giảm phấn cho ông ta, cố gắng giữ hình tượng trước ống kính. Sau khi đi vào, phần tử khủng bố lục soát ông ta rồi cho ông ta đi vào. Cuộc đàm phán bắt đầu, ông ta nói mình đã đến rồi, mau thả người phụ nữ kia ra rồi hãy nói. Phần tử khủng bố bắt ông ta trả lời câu hỏi trước, chỉ cần trả lời đúng sẽ thả con tin. Nói cho chúng tôi về chuyện Swan. Cái gì? Tôi không biết gì về Swan. Nói với chúng tôi không thì con tin sẽ phải chết. Ai nấy cũng ngơ ngác, thấy Tyler không trả lời được, cảnh sát lập tức hành động. Bọn họ ném khí độc Acon vào trong đường ống thông gió, sau đó phái đặc vụ xông vào ngân hàng. Nhưng Turner lại nói bọn họ không có quyền tự ý phóng khí độc vào ngân hàng. Vào lúc họ vò đầu bứt tai, ở phía xa xuất hiện khói đen. Qua điều tra là một nhà kho Telebet bốc cháy, Turner bỗng nhớ tới lời Elena từng nói, nơi nào bốc khói nơi đó sẽ cháy. Còn Lebet trong tiếng Nga có nghĩa là Swan, cô tức tốc tới hiện trường hỏa hoạn nhưng Lý Kính Hỏa lại nói với họ chỉ là đường điện bốc cháy. Tia lửa gặp chất dễ cháy nên mới dẫn đến hỏa hoạn, ngoài ra thì không phát hiện vấn đề gì. Nhưng Turner lại cho rằng không thể trùng hợp như vậy, cô bỗng ngửi thấy mùi thối. Cô men theo mùi tìm đến một nhà kho, mở cửa cuốn ra, bên trong đặt một chiếc tủ cấp đông. Mùi thối như vậy chỉ có xác chết thôi. Turner đã đoán đúng với tình hình của Elena, cái xác này nhất định có liên quan tới Tyler. Thời gian lúc này còn hơn một tiếng, Tyler vẫn không chịu tiết lộ bất cứ thông tin liên quan tới Swan. Turner quay về hiện trường, thông qua điều tra nạn nhân là phóng viên tên là Minh Ly. Hai năm trước được cho là đã chết Manhattan nhưng không tìm thấy thi thể. Hai năm sau lại bị Elena đào lên, xem ra nhất định có uẩn khúc gì đó, nhưng không biết giữa bọn họ có quan hệ gì. Lúc này khí độc Acon đã chuẩn bị hoàn tất, Patrick đang xin quyền cấp trên. Trong 5 phút là xong, sẽ không có ai chết, anh không thể đảm bảo được. Không hề. Dublin có hơi do dự, ông ta không hạ lệnh tấn công mà tìm Elena đàm phán trước. Ông ta nói nếu con tin chết rồi hoặc có bất cứ ai chết vì cô, tôi sẽ tìm mọi cách tiêu diệt người của cô. Sau đó còn hỏi cô về phóng viên Tyler có liên quan gì tới chuyện này. Elena chỉ nói với ông ta trước khi mọi chuyện kết thúc ông ta sẽ biết thôi. Trước khi đi, Elena cảnh báo ông ta, nguyên tắc của ông và tôi giống nhau. Nếu khí độc làm người của tôi chết đi, tôi sẽ báo thù ghê hơn. Khi thời gian sắp hết, lượng oxy trong ngân khố ngày càng giảm, con tin bên bờ vực hấp hối nhưng Tyler vẫn không khai ra bất cứ chuyện gì. Cảnh sát không chờ đợi được nữa, chuẩn bị dùng khí độc tấn công. Nhưng vào lúc bọn họ hành động, điện cao áp trên đường bỗng bốc nổ, camera giám sát cũng bị vô hiệu hóa. Phát hiện có điều bất thường, Patrick lập tức cho đội đột kích xông vào. Không hề gặp cản trở nào, cảnh sát lập tức mở ngân khố cứu được con tin. Mặc dù cứu được con tin nhưng phần tử khủng bố đã không cánh mà bay. Patrick vội cho người đuổi theo. Lúc này bỗng có tiếng nổ lớn, rất nhiều tiền được ném xuống, người dân trở nên náo loạn chặn đường cảnh sát. Khi bọn họ thoát ra khỏi đám đông, trong hẻm chỉ còn lại mấy cái mặt nạ, bọn họ vẫn chậm một bước. Cộng sự nói với Turner một tin pháp y phát hiện DNA trong móng tay của Minh Ly nhưng bị phá hoại rất nghiêm trọng, trước mắt vẫn không thể xem là chứng cứ. Turner nhìn con tin tỉnh lại, nghĩ tới Elena làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích chứ không ngẫu nhiên bắt một con tin được. Turner hỏi thử con tin. Cô có con biết ai tên là Minh Ly không? Cô ấy là bạn tôi. Turner nói với cô ấy Minh Ly đã chết, hỏi cô ấy có manh mối gì không? Con tin bỗng nhớ ra Minh Ly từng nói với mình một dãy số 9528, nhưng không biết có nghĩa gì. Turner lập tức đoán ra là số hiệu của két sắt. Cô tìm tới chiếc dương 9528 đó, mở ra xem. Bên trên có tờ giấy ghi rằng nếu tôi xảy ra chuyện hãy mở tài liệu bên trong. Turner báo cáo chuyện này lại cho Dublin. Thì ra Minh Ly luôn âm thầm điều tra gia tộc Belox.
Sau khi có được chứng cứ phạm tội của họ báo cáo cho cấp trên Tyler, không ai biết Tyler với gia tộc Bailoffs có mối quan hệ mật thiết nên mới dẫn tới họa sát thân. Nhưng DNA bây giờ đã bị phá hoại, Turner không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tyler có liên quan tới chuyện này. Thế là cô đã nhanh trí tìm Tyler và nói với ông ta đã tìm được DNA của ông ta trong móng tay của Minh Lee. Còn cầm cái lược trước kia của ông ta, nói rằng chỉ cần có kết quả xét nghiệm thì chân tướng sẽ rõ ràng. Tyler quả nhiên tin lời của Turner, khai ra hết toàn bộ sự việc. Cứ như vậy, một tổng biên nổi tiếng bị bắt về quy án. Chuyện cảnh khác, Turner tìm tới Elena cũng phải khâm phục người phụ nữ này đôi phần, cho dù đang bị nhốt vẫn không thể ngăn cản cô làm bất cứ chuyện gì. Chỉ trong một ngày giam nhốt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giám đốc FBI đều bị cô hạ bệ. Bây giờ lại có thêm một tổng biên, và mọi chuyện đều có liên quan tới thảm án của gia đình cô năm đó, gồm cả gia tộc Bailoff đứng sau. Ở bên này, ở quảng trường thời đại New York, màn hình đang chiếu tin tức Tyler bị bắt, người dân vỗ tay hoan hô, sau đó Elena lại xuất hiện. Các bạn thấy chưa? Cho dù các bạn luôn nghi ngờ cách làm của tôi nhưng hung thủ cuối cùng đã bị bắt. New York, các bạn có yêu tôi không? Đây mới chỉ là món khai vị, sau đây mới là món chính. Không lâu sau, trong ngân hàng có tiếng đập tường, Anthony cho rằng phần tử khủng bố muốn bỏ chạy, xin lệnh lập tức tấn công. Nhưng qua vài lần thất bại trước đó, Patrick cho rằng đây là cái bẫy của Elena. Chính là muốn họ nóng vội, anh ta lệnh cho cảnh sát bao vây hai tuyến đường lớn rồi lên một kế sách hoàn hảo. Lần này anh ta phải trở nên thông minh hơn, nhưng vào lúc này con tin bị mắc kẹt bỗng xông ra. Patrick thấy vậy liền đưa người xông vào ngân hàng, bên trong không còn bóng dáng của phần tử khủng bố, bọn họ phát hiện một đường hầm. Khi chạy khỏi đây, phần tử khủng bố sớm đã mất dấu, xem ra bọn họ lại bị chơi xỏ rồi. Sau đó cảnh sát tiến hành lục soát nơi này tìm chứng cứ, lúc này một cảnh sát tìm được bảng mạch điện tử. Patrick đi tới xem, Turner vừa định nhắc nhở nhưng mọi việc đã quá muộn. Patrick lại lần nữa ra bẫy của Elena. Càng đáng sợ là những tia laser này cứ cách một khoảng thời gian sẽ thu hẹp, ngày càng dồn họ vào một chỗ, đến tổ gỡ bom cũng bó tay, phá tường từ bên ngoài cũng không thể nào, dẹp thời gian có kịp hay không sang một bên. Chỉ riêng mảnh vỡ bắn vào tia laser đã quá nguy hiểm rồi. Patrick biết mỗi lần Elena ra tay đều có âm mưu, xem ra lần này nhắm tới anh ta rồi. Thế là anh ta gọi cho Dublin hỏi ông ta nên làm sao. Dublin dạy anh ta đừng hoang mang, ông ta sẽ tìm cách cứu anh ta. Sau khi cúp điện thoại, Elena ra hiệu cho ông mở âm thanh. Nhiệt độ của những tia laser đó không thấp đâu, bắt đầu tan chảy chưa? Sắc mặt của Dublin không hề thay đổi nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Elena bị nhốt ở đây nhưng lại biết mọi việc xảy ra bên ngoài, còn biết tên của Patrick. Ông ta cho rằng Elena biết kỹ thuật đọc môi. Patrick vừa nghe được lời đảm bảo của Dublin thì bức tường laser lại tiến sát thêm. Mọi người cũng bó tay với nó, chỉ đành tìm ra kẻ làm ra nó. Turner lập tức xuất phát, cô phân tích đối phương không thể rời khỏi thành phố bằng đường bộ ngay được, thế là ra cảng khẩu đi tìm. Quả nhiên phần tử khủng bố đang đợi chờ đây. Đối phương thấy Turner xuất hiện liền ném điện thoại xuống biển, sau đó chậm chậm quay người, tay còn lại lấy quả lựu đạn ra. Chẳng ai dám manh động, Turner vội hỏi anh ta làm sao mới có thể tắt laser, đối phương chỉ cười khẩy. Bức tường laser lúc này đang ngày càng gần, chỉ cần di chuyển thêm 3 lần nữa thì bọn họ chỉ có đường chết. Ở bên này phần tử khủng bố nói tôi chỉ nghe lệnh của Elena, Turner hết cách chỉ đành chuyển lời cho Dublin. Dublin đọc thông tin bên trên, ông ta nhanh trí. Gọi cho Turner, bảo cô ấy lệnh cho đội xạ kích tìm cơ hội bắn chết phần tử khủng bố. Dừng tay. Cô quả nhiên biết đọc môi. Sau đó bọn họ ra điện thoại cho hai người, Elena nói với tay sai, Luis, rút đi. Khi nhận được chỉ lệnh, tay sai lập tức đầu hàng nhưng anh ta không hề nói gì về tia laser. Trong ngân hàng, tường laser bắt đầu di chuyển lần cuối. Khi tia laser quét qua mọi người chẳng hề ấn gì thì ra mục tiêu lần này của Elena không phải Patrick. Nhưng một cảnh sát vừa ra khỏi, bức tường phía sau bỗng bật ra, bên trong là một két sắt. Bọn họ gọi giám đốc tới nhưng đối phương lại hoang mang nói không biết là ai đặt vào, cũng không biết mở thế nào. Patrick lập tức nhận ra ông ta đang nói dối. Chẳng lẽ lần này Elena nhắm tới giám đốc sao? Trong văn phòng của giám đốc, thông qua phá giải két sắt phát hiện đồ bên trong đều là chứng cứ phạm tội vào 10 năm trước của giám đốc. Còn lô vũ khí trong tay lính Gambia chính là đến từ ông ta. Elena vì vậy mà nhắm tới ông ta, cô sẽ không buông tha cho những kẻ này. Sau khi giám đốc bị bắt, Turner nhìn xung quanh, một bức ảnh trên tường khiến cô chú ý. Trong bức ảnh tổng cộng có 7 người, 4 người trong đó đã bị Elena hạ bệ. Chẳng lẽ người trong ảnh đều có vấn đề sao? Turner quay về căn cứ, cô đưa ảnh cho Elena xem, hỏi cô mục tiêu đều ở trong bức ảnh này sao. Elena không trả lời đúng trọng tâm, nếu bọn họ không có lỗi gì, đương nhiên sẽ không lo lắng mình có phải mục tiêu tiếp theo hay không. Thế giới này đáng lẽ không nên để kẻ xấu làm chủ, tôi chỉ đang cho người tốt có cơ hội treo lên thôi. Turner bỗng cảm thấy Elena không xấu xa như mình nghĩ. Cô muốn hợp tác không? Chúng ta cần quyền bình đẳng. Người trong ảnh đang nhìn cái gì? Đương nhiên khởi đầu của câu chuyện giữa họ rồi. Lúc này Dublin cắt ngang cuộc trò chuyện của họ thì ra đội thợ lặn tìm được điện thoại của tay sai ném xuống nước. Thông qua phân tích, chiếc điện thoại này tiếp nhận tình báo của các nơi trên toàn quốc. Với lại nội dung bên trong đều là dãy số 1 và 0, chắc là dãy số nhị phân. Vậy Elena không có điện thoại thì làm sao biết được chuyện này? Turner nghĩ ra điều gì đó. Để đến tối sau khi Elena ngủ say, Turner vào phòng giam ngồi ở vị trí của Elena, sau đó cẩn thận quan sát mọi thứ. Dùng điện thoại bấm số 1 và 0, tình cờ phát hiện nút đỏ trên thiết bị nhấp nháy theo quy luật. Cô cuối cùng cũng biết Elena vì sao có thể biết được mọi thứ rồi. Cán cân quyền lực bắt đầu nghiêng về một bên rồi.
Trong ngân hàng, Linh đánh thuê bắt hai con tin nhưng không phải con tin bình thường. Bọn họ là thành viên của hội đồng quản trị, có quyền hạn mở ngân khố. Bọn họ nhanh chóng đến két sắt đầu tiên. Hai người đã xác nhận sinh trắc học nhưng cửa két sắt không mở ra. Người đàn ông nói với họ hôm nay đừng hòng ai đi vào. Mở được cánh cửa này phải có ba thành viên của hội đồng quản trị, nhưng phần tử khủng bố lại vô cùng điềm tĩnh, lấy một chiếc hộp trong túi. Chào mừng bà Dorothy. Thì ra bọn họ sớm đã chuẩn bị tất cả, lấy được dấu vân tay của những thành viên khác, cửa két sắt nhanh chóng mở ra, bọn họ lập tức đi tới két sắt khác. Không hay biết bên ngoài đang náo loạn, sau khi biết phần tử khủng bố đã mở được một cánh cửa, ai nấy cũng đóng vội. Tổng thống cho thư ký Julia ra mặt đàn áp, không được để bọn họ đi vào ngân khố. Nếu 6.000 tấn vàng bị cướp đi hoặc bị đánh cháo, thậm chí là chụp ảnh lại, cục liên bang sẽ rơi vào đường cùng. Thế giới sẽ nghi ngờ bọn họ không thể bảo vệ được tài sản, dẫn tới nguy cơ kinh tế. Turner sau nhiều lần tiếp xúc với Elena cho rằng những người còn lại trong bức ảnh có khả năng là mục tiêu tiếp theo của cô, mà người đàn ông tóc dài trong đó có tham gia vào cải tạo hệ thống bảo mật của ngân hàng liên bang vào 4 năm trước. Nếu có người ngăn cản Elena trộm vàng thì chỉ có anh ta, cũng có nghĩa là anh ta là mục tiêu đầu tiên của Elena. Đưa anh ta đến đây, tôi đi đây. Chuyện cảnh khác, Turner tìm tới kỹ thuật viên Ahmed, cô muốn anh ta đi cùng cô một chuyến, bây giờ anh đang gặp nguy hiểm. Vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy có ba kẻ đeo mặt nạ qua camera. Bây giờ muốn đi cũng đã muộn, Turner chỉ đành gọi điện cho Dublin xin chi viện. Dublin nghe xong vô cùng tức giận tìm tới Elena. Hủy hành động lập tức. Tôi không hiểu. Turner mà xảy ra chuyện gì, cô không thoát nổi đâu. Tại sao tôi phải làm hại Turner? Hai người mới vỡ lẽ xem ra đã có tổ chức thứ ba bắt đầu chen vào. Elena lần đầu tiên cảm thấy sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ở bên này, Turner nấp một góc tìm cơ hội hạ gục một tên. Đến tên thứ hai, hai bên đầu súng trực diện, Turner bị bắn không dám ngẩng đầu. Đúng lúc đó, cô cầm điều khiển nhà mà Ahmed đưa cho phát huy tác dụng thiết bị thông minh. Tên cuối cùng cũng đã tìm được nơi ẩn thân của Ahmed. Trong lúc cấp bách, Turner cầm bình hoa phang lên đầu hắn, kết thúc trận đấu. Sau đó, cảnh sát kịp thời có mặt ở hiện trường, Turner và Ahmed đến ngân hàng liên bang. Thông qua phân tích bản đồ, Ahmed nói rằng có một cửa chống lửa bảo mật yếu, có thể lẻn qua đó. Turner nói mình sẽ đích thân đưa quân hành động, nhưng Patrick cho rằng Tổng thống cũng quan tâm đến chuyện này. Chỉ cho Turner ở bên ngoài đợi chi viện, còn anh ta tự mình chỉ huy, nhưng sự việc sẽ thuận lợi như anh nghĩ không? Trong ngân hàng, phần tử khủng bố đưa con tin đến cổng két sắt thứ hai, cánh cửa này nhận diện giọng nói. Hai thành viên đều lần lượt thông qua, sau đó phần tử khủng bố lấy một băng ghi âm. Seamus Plymouth. Đây là đoạn ghi âm bọn họ chuẩn bị từ trước. Seamus Plymouth, pronounced Seamus Plymouth. On a tip, next time get it right. Recognize. Mọi người thuận lợi thông qua cửa két sắt thứ hai, tiếp theo cửa thứ ba cũng là cửa cuối cùng, mở được nó là có thể đi vào ngân khố chứa 6.000 tấn vàng. Patrick nghe thấy vậy liền trở nên hoảng loạn. Ahmed nói với anh ta đừng lo lắng, cửa cuối cùng không ai có thể mở được, đó là hệ thống nhận diện mặt người. Trừ khi bọn họ mang con mắt của thành viên hội đồng quản trị tới, Patrick mới yên tâm, nhưng không hề ai biết mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Elena. Chưa từng thấy phần tử khủng bố nào hống hách thế này, bọn họ không hề hứng thú với tiền, cướp sạch tiền trong ngân hàng rồi ném ra ngoài đường. Sau đó lại đến ngân khố chứa 6.000 tấn vàng. Thông qua các cánh cửa bảo mật, bọn họ đến với cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa này cần ít nhất mặt của 3 thành viên hội đồng quản trị mới mở ra được, nhưng phần tử khủng bố chỉ tìm được 2 người. Bọn họ không hề lo lắng, cho 2 thành viên kia lần lượt quét mặt. Cùng lúc này, cảnh sát vì để lập tan kế hoạch của phần tử khủng bố liền tìm tới kỹ thuật viên tham gia cải tạo hệ thống bảo mật của ngân hàng. Bọn họ thông qua đường hầm đến phòng điều khiển ít người biết của ngân hàng liên bang. Vừa đi vào, Ahmed bắt đầu thao tác liên tục. Cần bao lâu? 20 giây. Sau đó anh ta liên kết với hệ thống bằng điện thoại mở một ứng dụng nhận diện khuôn mặt. Khi cảnh sát phát hiện điều bất thường, mọi việc đã quá muộn. Cấm nhúc nhích. Quá muộn rồi. Xong rồi. Sau đó ngân khố chứa 6.000 tấn vàng mở ra thì ra Ahmed sớm đã bị mua chuộc. Lúc đầu cải tạo đã giấu nhận diện mặt mình vào trong hệ thống, lần này rắc rối lớn rồi. Phần tử khủng bố đi vào trong ngân khố ngó lơ số vàng xung quanh mà lấy thiết bị dẫn nổ và bình ga propan. Ahmed ở bên này khuyên cảnh sát muốn sống thì mau chạy đi, không thì ga propan sẽ phát nổ, sẽ có nhiệt độ lên tới 2.000, toàn bộ vàng sẽ tan chảy. Turner nói mình từng được chứng kiến uy lực này ở hầm mỏ Gambia, xem ra mục đích của Elena không phải tiền mà là muốn báo thù. Patrick suy nghĩ giây lát lập tức lệnh cho tay sai tấn công, nhưng cửa vừa đạp ra phần tử khủng bố đã khởi động thiết bị đếm ngược. Cấm nhúc nhích. Tên khủng bố không có bất kỳ phản kháng nào, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Nhưng bây giờ muốn sơ tán đám đông thì đã quá muộn, hai người chỉ đánh dựa vào kiến thức sơ sài rút dây thiết bị, không có tiếng động nhưng đếm ngược vẫn tiếp tục, hai người chỉ đánh dương mắt nhìn. May mà không phát nổ, Patrick lập tức hạ lệnh toàn bộ đặc vụ tấn công, nhanh chóng khống chế được phần tử khủng bố và cứu con tin. Sau khi quay về, Patrick báo cáo chuyện này cho Julia, nhưng kế hoạch của Elena đâu có dễ bị phá hoại như vậy. Thì ra lúc phần tử khủng bố đi vào đã đặt một thỏi vàng giả ở trong ngân khố. Sau khi mọi người rời đi, thỏi vàng giả đó bắt đầu đếm ngược. Cùng lúc này, Turner tìm tới Elena, cô không hiểu vì sao Elena có thể khiến một người bình thường trở thành một tín đồ điên cuồng. Elena nói với bọn họ đây là cách dùng người của tôi, sau đó cô nói việc đơn giản nhất trên đời là bạo lực, nhưng khó nhất lại là tha thứ. Nếu cô có cơ hội thì cô có giết hung thủ giết mẹ mình không? Turner không hiểu giữa hai chuyện này có liên quan gì tới nhau. Elena không trả lời mà chỉ bảo cô xem thứ ở trong túi. Turner lấy ra xem là địa chỉ của hung thủ hại chết mẹ cô. Hắn vẫn còn sống. Suốt bao năm nay không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, không công bằng.
Hôm nay Elena muốn một đặc vụ chính trực như Turner khi đối diện với kẻ thù giết mẹ thì sẽ làm thế nào? Còn mục tiêu tiếp theo của Elena chính là thẩm phán Caroline Quartz ở trong bức ảnh. Doblin nắm được quy luật hành động của Elena nên đã cho cấp dưới giám sát. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, một người phụ nữ chạy lại hỏi bọn họ có nhìn thấy chó của mình không? Đặc vụ trong xe có nằm mơ cũng không ngờ Doblin vừa rời đi, phần tử khủng bố đã xuất hiện. Một người đàn ông bịt mặt bắn súng gây mê hai đặc vụ, sau đó một toán người nhảy xuống khỏi xe bánh mì, tay cầm búa phá tường xông vào nhà Caroline. Cứ như vậy cô ta bị khống chế ngay tại nhà mình, trước khi đi phần tử khủng bố còn để lại một tờ giấy nhắn. Hôm sau Doblin đích thân tới hiện trường nhưng không có bất kỳ manh mối gì, chỉ nhận được tờ giấy trên cửa. Một trung tâm thương mại 300m² có thể chứa được bao nhiêu người? Xem ra đây lại là mồi nhử của Elena, chỉ là không ai biết cô đang câu cái gì. Lúc này Anthony trích xuất camera, tối qua có người vượt ngục, thông qua camera có thể nhìn rõ tù nhân với kẻ bắt cóc Caroline là cùng một người. Qua điều tra vào nhiều năm trước, chính Caroline đã tống anh ta vào tù, xem ra đây là một kế hoạch báo thù, vụ án coi như có chút tiến triển. Cảnh sát nhanh chóng tìm được chiếc xe bánh mì nhưng bên trong đã được xử lý sạch sẽ, không để lại dấu vết gì. Turner bắt đầu phân tích, tù nhân này lúc đầu chỉ là trộm xe thì bỗng bị tố cáo giết người. Caroline còn chẳng xét xử đã phán anh ta ngồi tù chung thân, xem ra trong vụ này nhất định có uẩn khúc gì đó. Nghĩ xong điều này, Turner lập tức gọi điện cho Doblin, nhưng ông ta lúc này đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Ông ta chỉ quan tâm tới Caroline đang bị bắt, thì ra hai người từng là một cặp hồi cấp 2. Doblin tìm tới Elena. Đau đớn lắm phải không? Cô ấy không giống những người khác trên bức ảnh. Ông nghĩ cô ta vẫn giống như trước à? Đừng nhìn tôi, đọc tin nhắn đi. Tin nhắn gửi đến video Caroline bị bắt cóc, Elena nói với ông ta kẻ ác sẽ bị trừng trị, đừng khinh thường thực lực của tôi. Lúc này Patrick gọi điện tới cho Doblin, thì ra anh ta nghĩ ra được một cách có thể giải cứu ngân hàng đang bị Elena chiếm lĩnh. Sau khi nhận được quyền, Patrick lập tức bắt đầu kế hoạch, anh ta gọi điện cho Rona. Tôi có một đề nghị, dùng bạn trai Louis của cô để đổi lấy toàn bộ con tin. Con tin vẫn còn tác dụng với tôi. Vậy thì thay đổi kế hoạch, cô sẽ mất bạn trai. Patrick mặc kệ thân phận uy hiếp Rona, nếu không đồng ý điều kiện này sẽ dùng một số thủ đoạn cực đoan khiến bạn trai cô ta biến mất mãi mãi. Phần tử khủng bố không ngờ Patrick lại dám làm như vậy. Hắn đang lừa cô thôi, vậy chúng ta cũng lừa lại hắn. Sau đó hai bên lại đàm phán hẹn gặp nhau ở cửa sau ngân hàng. Sau khi cúp điện thoại, Patrick dặn dò cấp dưới một khi nhìn thấy phần tử khủng bố, lập tức bắn chết. Sau đó cầm nhẫn cầu hôn của bọn họ tìm tới Louis, nói với anh ta nếu dám giở trò tôi sẽ tìm mọi cách khiến bọn họ chết ở đây. Hai bên nhanh chóng có mặt ở cửa sau, xạ thủ đã vào vị trí, giao dịch chính thức bắt đầu. Mỗi lần phần tử khủng bố thả con tin ra, cảnh sát cho Louis tiến thêm một bước. Mọi việc đều diễn ra vô cùng trật tự, nhưng khi Rona chuẩn bị ra đoán bạn trai, nổ súng. Hiện trường trở nên hỗn loạn, cảnh sát bắn tơi tấp nhưng không ai trúng đạn, thì ra bọn họ dùng đạn rỗng. Phần tử khủng bố vội trốn ngoài ngân hàng khi cảnh sát xông vào. Phát hiện đối phương sớm đã đào đường hầm rời đi, chẳng lẽ kế hoạch của Patrick lại lần nữa thất bại? Hắn cầm hộp nhẫn trong túi, còn chiếc nhẫn trong đó đã biến mất. Chuyển cảnh khác, Louis và Rona ngồi trên xe chuẩn bị rời đi, Patrick bỗng xuất hiện phía sau họ. Giữ im lặng, giơ tay ở nơi tôi có thể thấy được. Patrick thất bại nhiều lần dưới tay Elena, lần này lại tìm được sơ hở. Thì ra vừa vào lúc nãy, trong lúc Patrick giao dịch với Louis, cố ý để lộ sơ hở, cho anh ta trộm lại nhẫn cầu hôn của mình, không hay biết chiếc nhẫn có gắn thiết bị định vị. Patrick thông qua định vị cuối cùng cũng bắt được tay sai của Elena, lần này coi như Patrick thắng. Cùng lúc này, Turner dựa theo manh mối của Elena tìm một siêu thị đã đóng cửa, ở đây phát hiện ra kẻ bắt cóc Caroline. Đối phương bắt họ bỏ súng xuống, không thì sẽ kéo cả Caroline cùng chết. Sau đó anh ta bắt Turner nhìn ra ngoài hỏi cô có thể nhìn thấy nóc nhà đối diện không. Không nhìn thấy, vị trí của tôi quá thấp. Phần tử khủng bố tiếp tục hỏi nếu cô ở đây không nhìn thấy nóc nhà, vậy thì siêu thị này tại sao lại xuất hiện 25 nhân chứng tố cáo tôi giết người trên nóc nhà? Bọn họ không nhìn thấy gì hết. Nhưng Caroline lại phán tôi ngồi tù chung thân, Turner cũng phải câm nín. Ngồi tù chung thân hay ngồi tù có thời hạn thì đã sao? Tôi chỉ muốn công bằng. Turner khuyên anh ta hãy bình tĩnh và nói mình hiểu được cảm giác bị ngồi tù oan của anh ta, nhưng anh ta vẫn còn cơ hội làm lại, đừng hành động sốc nổi. Cô ta hủy hoại cuộc đời của tôi, vì ngồi tù mà những đứa con rời xa tôi, bà nội tôi cũng qua đời, mọi việc không thể quay về được nữa nên tôi chỉ muốn đòi lại công bằng. Caroline mới nói ra sự tình năm đó, cô ta nói rằng anh quả thực vô tội, nhưng tôi vẫn phán anh có tội. Khi có được bằng chứng, phần tử khủng bố ôm theo Caroline nhảy xuống, Turner vội đi lên trước kiểm tra, ngoài ra phía dưới có ban công còn phần tử khủng bố đã mất tăm mất tích. Không lâu sau, Doblin đích thân tới hiện trường, Turner thuật lại sự việc cho ông ta, thì ra Caroline và gia tộc Belloc có qua lại với nhau. Tù nhân chính vì nhìn thấy bọn họ giết hại Minh Lee nên mới bị tống vào tù. Một người vô tội vì không thể phản kháng nên phải chấp nhận kết quả này, đây chính là con dao hai lưỡi của quyền lực. Nhìn mối tình đầu của mình, Doblin không biết phải đối diện thế nào, cô ta trước kia chính trực bao nhiêu, bây giờ lại suy đồi đạo đức bấy nhiêu. Sau đó Doblin nói với Turner, còn về chuyện tù nhân, đừng tìm nữa, còng cô ta lại. Tối hôm đó, tù nhân lên xe khách ngồi ở vị trí Patrick đã bắt hai phần tử khủng bố trước đó, lấy một bức thư trong đó. Bên trên chính là 10 triệu đô mà Elena đưa cho anh ta. Xem ra mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Elena. Ở bên này, Turner chằn chọc không ngủ được, cô nhớ tới lời Elena từng nói với mình. Hung thủ giết mẹ cô vẫn còn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, còn cô chẳng thể làm được gì. Chính nghĩa và báo thù cô nên lựa chọn thế nào? Sau đó cô dựa vào địa chỉ Elena đã đưa tìm đến kẻ thù giết mẹ cô, lập tức vạch trần thân phận của hắn. Nhưng cô không vì báo thù mà đụng đến pháp luật.
Lúc này shipper ra đồ ăn, hung thủ lấy đồ ăn và châm một điều thuốc. Turner chỉ đành quay người rời đi, thề rằng sẽ tìm được chứng cứ tống hắn vào tù. Nhưng chưa được mấy bước, đối phương đã gục xuống đất, thì ra shipper lúc này đã bỏ độc vào điều thuốc. Turner lập tức đoán ra đây là người Elena phái tới. Cô đến căn cứ liên bang ngay trong đêm nói với Elena, đây là mưu sát, còn Elena lại nói, nếu tôi không giúp cô nhất định không thể xuống tay, đây là màn báo thù dành riêng cho cô. Sắp xếp tôi tới đó là vì muốn tôi thấy hắn chết sao? Tương lai tôi còn cần cô cũng cần tôi giúp. Xem ra Turner rất quan trọng trong kế hoạch của Elena, không thì sẽ không tốn nhiều công sức thay đổi suy nghĩ của cô như vậy. Nhưng mà vào lúc này hệ thống điện của căn cứ bỗng xảy ra sự cố. Cô lại làm gì vậy? Lần này tôi không biết thật, đặc vụ Turner. May mà đây là căn cứ bí mật được xây vào thời kỳ chiến tranh lạnh, máy phát điện cung cấp một ít ánh sáng yếu ớt. Turner còn tưởng đây là chiêu trò của Elena, nào ngờ cô cũng không biết gì. Doblin cho cấp dưới canh gác lối vào. Căn cứ lúc này đang ở thời điểm đổi ca, chỉ có 7 lính canh gác, xem ra đối phương hiểu rõ tình hình trong căn cứ. Doblin lập tức cầm vũ khí nghênh chiến, nhưng vũ khí của họ đều bị khóa trong tủ súng, không có điện không thể mở ra được. Lúc này một lính gác phát hiện bất thường, cánh cổng đóng chặt bỗng dưng mở ra, nhưng vừa đi vào thì có tiếng la hét vang lên. Trong phòng giam hai người bỗng nghe thấy có tiếng súng, xem ra có người xông vào rồi, rốt cuộc là thần thánh phương nào dám xông vào căn cứ liên bang. Turner vô cùng khó hiểu, 6 người trong bức ảnh đều đã bị Elena xử lý, chẳng lẽ là người đàn ông bị che mặt này? Elena cũng không giấu giếm gì nói với Turner, người này biệt danh là Ghost, từng là đặc vụ siêu cấp của cục tình báo. Vụ nổ trong hôn lễ của Elena cũng có hắn tham gia. Xem ra những người có tham dự lần lượt xảy ra chuyện nên hắn đã chủ động tìm Elena báo thù. Để kiểm chứng lời của Elena, Turner tìm tới Roblin. Ông ta nói rằng cục tình báo có người này, hắn là một chuyên gia ám sát vô cùng chuyên nghiệp, nhưng đã phản bội bỏ trốn vào nhiều năm trước. Nếu lần này anh ta đích thân xuất hiện thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Doblin nhớ tới hai tay sai đắc lực của Elena, nếu nguồn điện có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới hệ thống phòng giam, vậy thì phòng giam nhốt bọn họ cũng mất tác dụng. Ông ta vội đi kiểm tra. Quả nhiên cửa phòng giam của Louis mở ra, nhưng cửa phòng giam của Rona vẫn đóng chặt. Anh ta nhanh nhạy phát hiện ở chỗ rẽ có tiếng động, vừa đi lại đó thì bị đánh lén. Lúc này ánh đèn nhấp nháy, cửa phòng giam của Rona cũng mở ra. Cô vội vàng đi giúp Louis, nhưng anh ta lúc này đã trúng đạn sắp hấp hối. Doblin cũng nghe thấy tiếng động, ông ta cầm gậy sắt đi lên trước. Sao hai người thoát ra được? Tôi cần ông giúp đỡ. Doblin cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, thế là dìu Louis và phòng giam canh gác bên ngoài đều biến mất. Trước mắt chỉ có nơi này là an toàn nhất, Doblin xuất thân quân y nên có chỗ phát huy khả năng thông qua sơ cứu đơn giản. Louis thoát khỏi nguy hiểm nhưng trong tay họ không có vũ khí. Khi sát thủ xuất hiện, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết. Elena cho Turner và Doblin vào nhà kho tìm vũ khí phòng thân. Hai người tự tin mở một giường gỗ quân dụng, nhưng bên trong chỉ thấy có mấy con dao cùn và một khẩu súng dỉ xét. Những thứ này còn nhiều tuổi hơn họ, nhất định không dùng được. May mà Elena tìm được một quả bom, thứ này có khi hữu dụng. Turner tìm được bản đồ của căn cứ này, phát hiện một đường hầm có thể ra bên ngoài. Bọn họ tưởng đó là nơi an toàn nhất nhưng thực chất lại là nơi nguy hiểm nhất. Hai người vội vàng quay về thì nghe thấy âm thanh trên đầu, xem ra hung thủ đã bắt đầu hành động. Quay về phòng giam nhìn ống thông gió duy nhất, Elena nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng, đó chính là ngồi ôm cây đợi thỏ. Không lâu sau, một người đàn ông nhảy xuống, Elena dẫm lên quả bom đón tiếp hắn ta. Turner bắt hắn đầu hàng nhưng Ghost lại nói kế hoạch của Elena hại người hại xã hội mà cô lại bảo vệ cô ta, thế hắn vẫn nói tiếp. Elena nhanh chân rút lui cùng Turner trốn sau cái bàn, nhưng sự việc không xảy ra như họ nghĩ. Quả bom vì để quá lâu nên không thể phát nổ được nữa, đến cả sát thủ đẳng cấp như Ghost cũng ngơ ngác, kế hoạch của bà trùm vũ khí lại trốn sau bàn. Ghost bị nổ bay sang một bên, hai người phối hợp nhanh tay không chế hắn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Nguy hiểm lần này được giải quyết. Lời Ghost chưa kịp nói rốt cuộc là gì. Nếu chỉ là báo thù hôn lễ năm đó, tại sao Elena lại không cho hắn nói? Xem ra cô vẫn còn che giấu những bí mật không muốn ai biết. Sau khi ra ngoài, Turner nghiên cứu tỉ mỉ bức ảnh đó. Những người trong đó đều đã bị Elena xử lý. Tại sao cô vẫn chưa chịu dừng tay lại? Cùng lúc này Patrick gặp mặt Julia, thư ký dành lời khen có cánh cho hành động lần này của anh ta, nói rằng anh ta chỉ cần dẹp yên vụ bạo loạn, vị trí cục trưởng liên bang sẽ thuộc về anh. Vừa dứt lời thư ký ngất đi, sau đó Patrick cũng mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, Patrick nhìn thấy tay sai của Elena xông vào, bọn họ bắt cóc Julia khi cô ta tỉnh lại phát hiện mình đang bị trói ở một buồng kín. Cô ta có dự cảm không lành. Doblin nhận được điện thoại của Tổng thống nói với bọn họ mình nhận được thư nặc danh. Bên trong là video thư ký bị bắt cóc. Hai người sững sờ lập tức đoán ra đây là do Elena gây ra. Tổng thống lệnh cho họ bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được thư ký của mình. Tổng thống dường như rất gấp gáp. Chất lỏng màu vàng chảy đến dưới chân thư ký chỉ cho chốc lát sẽ đổ đầy buồng kín. Turner nhận ra đó là sơn vàng, còn thỏi vàng giả Elena để trong ngân khố cũng còn 4 phút nữa. Sau đó Turner đến hiện trường phát hiện thứ khiến họ ngất đi chính là khí độc Archon mà Patrick đã cho phóng vào trong ngân hàng. Turner đoán khí độc và sơn vàng có liên quan tới ngân hàng liên bang, nhưng Doblin lại nói bọn họ đang giám sát ngân hàng 24/24, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Việc gấp trước mắt chính là tìm được Julia. Lúc này Turner xem được video đang nổi dần dần trên mạng. Một blogger bí ẩn nói mình biết tung tích của thư ký, nhưng nói được một nửa liền nói hẹn gặp lại lần sau, gây sự tò mò cho người xem. Nhưng Turner lại phát hiện chiếc xe bánh mì trong video có chỗ bất thường, hoa ngữ trên xe giống hệt với hoa ngữ của khí độc Archon. Hai người lập tức có mặt ở hiện trường. Turner phát hiện chiếc xe bên ngoài vô cùng sạch sẽ, nhưng bên trong lại dính đầy đất. Đây không phải đất trồng bình thường mà là loại đất sét dùng để nung.
Lúc này Dublin gọi điện tới thì ra vô số người dân tập trung bên ngoài căn cứ, bọn họ yêu cầu thả Elena ra, nhưng tại sao lại có người biết được Elena đang bị nhốt ở đó? Turner phát hiện lại là video của blogger bí ẩn đó. Dublin lệnh cho cô lập tức đi tìm người đàn ông đó, hỏi nguồn tin tức của anh ta. Turner nhanh chóng tìm được đối phương nhưng anh ta lại nói tin tức của mình đến từ một tài khoản nặc danh, không có dấu vết gì điều tra, còn nói thư ký là người nhân bản, hai người nghe xong cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng sau đó anh ta lại nói ở Manhattan có một công ty nhân bản bí ẩn được xây ở dưới phần đất sét. Liên tưởng tới đất sét ở trong chiếc xe bánh mì, Turner lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hai người xuất phát tới Manhattan, nhưng thư ký lúc này đã ngập trong sơn. Khi hai người tới hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này liền dùng dụng cụ cày cửa buồng kín. Hai người gắng hết sức mới bày được đường ống. Julia may mắn thoát được, thực chất đây đều là kế hoạch hoàn hảo của Elena. Lúc này Anthony gọi điện cho Turner nói một chuyện vô cùng kỳ lạ, chủ của nhà máy này là Julia, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Xem ra cô thư ký cũng không phải vô tội, thế là Turner đến chất vấn đối phương. Nơi này là của cô sao? Nào ngờ đối phương lại hồng hách nói cô chỉ là đặc vụ còn con mà dám chất vấn tôi. Có tin một cuộc điện thoại của tôi có thể khiến cô tan cửa nát nhà không? Patrick vội vàng hòa giải bầu không khí căng thẳng. Quay về hiện trường, cô càng nghĩ càng thấy bất thường, đất sét và sơn vàng đều nhắm tới Julia, nhưng trên bức ảnh đó rõ ràng không có cô ta. Lúc này Turner nhìn đám đông chụp ảnh chung quanh, đầu lập tức nhảy số. Vào hôm nhà thờ bốc nổ toàn bộ những người ở trong Nhà Trắng. Turner chửi thầm bản thân thật ngu ngốc. Những người trong bức ảnh tuy đã bị Elena xử lý, nhưng trong phòng lúc đó nhất định còn có người khác. Đó chính là người chụp lại bức ảnh này. Cô lập tức cho Anthony đi điều tra. Ai có quan hệ thân thiết nhất với Julia, từng đến Nhà Trắng vào hôm đám cưới của Elena bốc nổ. Bọn họ nhanh chóng tìm được một người. Hai người sửng sốt không nói lên lời, vì người đó chính là Tổng thống hiện tại. Sau đó Turner tìm đến Julia nói với cô ta mục tiêu tiếp theo chính là Tổng thống. Julia nghe xong cũng câm nín. Turner hỏi tại sao cô ta lại mua lại nhà máy đất sét. Cô ta nói rằng Tổng thống đứng tên cô ta để mua nhà máy đó, cô ta chỉ đánh phối hợp theo. Turner mới nhận ra Tổng thống có vấn đề rất lớn, nhưng Elena chỉ là tay buôn vũ khí sao có thể lật đổ Tổng thống được chứ. Thoại vàng giả trong ngân khố bắt đầu khởi động, khói phun ra khởi động hệ thống chống cháy. Turner nghe thấy tiếng báo động lập tức kiểm tra camera trong ngân khố, nhưng khói dày đặc không thể nhìn rõ. Khi bọn họ tới hiện trường thì phát hiện những thỏi vàng sáng chói đã chảy nhầy nhụa. Patrick tưởng Elena đã bỏ chất gì đó vào trong nước, nhưng lính cứu hỏa lại nói với họ đây chỉ là nước bình thường. Turner sờ chất lỏng màu vàng bên trên phát hiện giống với sơn vàng lúc trước, sau đó cầm một thỏi vàng chưa chảy hẳn, dùng lực ném xuống đất. Ai nấy cũng ngơ ngác. 6.000 tấn vàng này đều làm từ đất nung, cô cũng biết vì sao Tổng thống lại mua nhà máy đất nung đó. Xem ra Tổng thống của họ đã làm giả số vàng này, và lại chuyện này tuyệt đối bảo mật, không thì những người biết chuyện sẽ bị diệt khẩu. Sau đó Turner tìm tới blogger đã tiết lộ vị trí của Elena, khuyên anh ta mau chóng quay về nhà, xóa toàn bộ video, đừng rước họa vào thân, nhưng anh ta không chịu nghe theo. Lúc này lính cứu hỏa nhắn một chiếc điện thoại dặn anh ta đừng làm mất nữa. Anh ta đang định nói đây không phải của tôi nhưng đối phương đã đi mất, khi anh ta tò mò mở ra, bên trong là cảnh tượng 6.000 tấn vàng bị tan chảy. Patrick báo cáo với Dublin anh ta sẽ dẫn một tiểu đội âm thầm tìm lại số vàng đó. Dublin lại nói đã nghe cuộc trò chuyện sáng nay của anh ta với Julia rồi, tôi nên đuổi việc anh, tôi không chắc ông có quyền đó không. Patrick thấy sự việc đã bại lộ liền nội ra bản mặt thật, hỏi ông ta tìm được con gái của Elena chưa. Dublin trả lời mình đã tìm được, chỉ là chưa hành động mà thôi. Sự thật là ông ta cũng sợ dây vào những người có quyền thế hơn, ông ta mà đụng đến con của Elena, cô sẽ không buông tha cho ông ta. Sau đó khuyên Patrick rằng Elena đang đào mọi mặt xấu của họ ra, bây giờ anh lún ngày càng sâu rồi. Patrick lại bỏ lời của Dublin ngoài tai, ông đừng dạy đời tôi. Trong phòng giam, Turner tìm tới Elena hỏi cô số vàng đang ở đâu, còn cô lại trả lời không đúng trọng tâm. Ý của cô là hậu quả các người tự gây ra thì phải tự đi mà xử lý, và còn nói nếu muốn lấy lại số vàng thì phải đưa cho tôi chứng cứ tổng thống trộm vàng. Turner đương nhiên sẽ không đồng ý, như vậy sẽ bị Elena dắt mũi dư luận. Sự trung thành ngấm trong máu không cho phép Turner phản bội lãnh đạo của mình, cô cảnh cáo Elena. Chúng tôi biết con gái cô tên là Sophia, 5 tuổi rưỡi, tóc nâu, FBI đang theo dõi bọn họ. Đã hơn 2 năm rồi tôi chưa được ôm con gái mình, nhưng nếu có người dám đụng tới con bé, tôi cảnh cáo cô đến lúc đó 6.000 tấn vàng sẽ chìm xuống đáy đại dương. Hai bên rằng co không ngừng, một khi người dân phát hiện vàng trong ngân khố là giả, bọn họ sẽ mất niềm tin vào quốc gia, đến lúc đó sẽ xảy ra bạo loạn. Elena chỉ mỉm cười. Để đến đây, Turner mới nhận ra đây mới thực sự là thứ Elena muốn nhìn thấy, cũng là bước quan trọng nhất trong ván cờ của cô. Hey skeptics, check this out. The gold in the Federal Reserve is fake. Người dân tập trung bên ngoài ngân hàng liên bang yêu cầu bọn họ công khai chân tướng vàng bị giả. Áp lực dư luận quá lớn, Tổng thống đích thân đến hiện trường kiểm tra. Bên ngoài tỏ ra vô cùng lạc quan nhưng khi không có ống kính liền nổi giận, mắng chửi Dublin chẳng được cái tích sự gì. Chú chuyện này cũng không giải quyết được. Này với ông ta, nếu hôm nay không thể giải quyết được vụ việc này thì chuẩn bị từ chức đi. Sau đó gọi Patrick tới, trao quyền cho anh ta báo cáo trực tiếp cho mình. Nếu lần này anh ta có biểu hiện xuất sắc, vị trí cục trưởng liên bang sẽ thuộc về anh. Patrick mừng thầm, Tổng thống lùa gà thành công. Trong phòng giam, Turner tìm tới Elena, sự xuất hiện của Tổng thống khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cảnh cáo Elena lập tức dừng tay, không thì những người liên quan đều sẽ bị cô hại chết. Chuyện đến lúc đầu, kế hoạch đối phó Tổng thống rất đơn giản, khởi kiện hắn, tống hắn vào tù. Turner sững sờ ở trong tình hình không có bất kỳ chứng cứ nào, ai dám ra tay với Tổng thống chứ? Một khi thất bại sẽ phải gánh tội phản quốc.
Elena nói trong tay mình nắm thóp tổng thống, bà Turner đi tìm người đàn ông đã công khai sự thật. Anh ta sẽ dẫn cô đi tìm bộ búp bê Nga có chứng cứ. Vừa dứt lời, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ xông vào căn cứ cầm một tờ giấy tiếp quản căn cứ liên bang. Turner hết cách chỉ đành rời đi. Elena nói với cô mình có lẽ sẽ chết trước khi trời tối, nhất định phải nhanh lên, sau đó bị chùm đầu. Đặc vụ lấy thuốc chuyên dùng cho thẩm vấn chuẩn bị cho quá trình tiếp theo, dường như đang đợi nhân vật nào đó xuất hiện. Cùng lúc này, Turner và Anthony đến chỗ ở của blogger, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện có khói đen bốc lên, sau đó là một tiếng nổ lớn. Xem ra đã có người đến sớm hơn họ một bước, manh mối duy nhất cũng đứt đoạn. Lúc này, Turner phát hiện xe của blogger ở bên đường. Thông qua định vị trên xe tìm được vợ của anh ta, người vợ đưa bọn họ lên tầng trệt. Turner tìm được thông tin liên quan tới gia tộc Bellock. Bên trong có một sự cố tai nạn gây chú ý, một vụ tai nạn trông có vẻ bình thường. Nạn nhân là ứng viên của tổng tuyển cử tổng thống năm 2015, mà người được lợi nhiều nhất là tổng thống đương nhiệm. Cô có một suy đoán cả gan chính là bộ búp bê mà Elena dặn cô đi tìm có chứng cứ tổng thống sát hại đối thủ cạnh tranh năm đó. Nhưng bây giờ phải đi đâu tìm? Patrick ở bên này vẫn đang miệt mài đi tìm số vàng bị mất, anh ta đột nhiên phát hiện camera trong ngân khố đã bị chỉnh sửa, trong lúc đó có xảy ra sự cố. Qua đối chiếu trước và sau sự cố phát hiện vàng đã bị đánh cháo vào khoảng thời gian đó, nhưng ai lại có thể làm ra chuyện này? Trong phòng giam, Elena cũng đợi được nhân vật lớn đó, hắn chính là tổng thống đương nhiệm. Vừa gặp mặt, hắn liền bắt cô ra bộ búp bê có chứng cứ, thì ra năm đó lúc giao dịch với gia tộc Bellock, đối phương đề phòng ghi lại chứng cứ phạm tội của hắn. Cho đến nay, hắn mới biết có chứng cứ này và còn rơi vào tay Elena, tổng thống vì để giữ vị trí của mình nên đã nói ra hết mọi chuyện, số vàng đó sắp được di chuyển. Nếu cô đưa chứng cứ cho tôi sẽ tha cho cô và con gái, cho bọn cô số tiền đủ tiêu suốt phần đời còn lại. Đối diện với kẻ thù tiêu diệt cả gia đình mình, Elena đương nhiên sẽ không khuất phục. Tổng thống thấy vậy liền tiêm huyết thanh nói thật lên người cô, nhưng ý chí của Elena còn lớn mạnh hơn tất cả. Tổng thống liền tiêm phát thứ hai, sau phát thứ hai đó ý thức của Elena dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn không chịu nói sự thật. Cho đến khi tổng thống lấy kim tiêm thứ ba, Elena bắt đầu cầu xin. Làm ơn, đừng làm như vậy, dừng lại đi, cầu xin anh đó. Lần này Elena mất hoàn toàn ý thức trả lời câu hỏi của tổng thống. Nói cho tôi chứng cứ ở đâu? Ở trong ngân hàng New York đứng tên con gái tôi. Khi có được chứng cứ quan trọng, tổng thống không thả Elena như đã hứa hẹn mà lệnh cho tay sai chôn sống cô. Sau đó lệnh cho cơ quan mật vụ lấy lại ngân hàng. Đặc vụ Van sử dụng quyền hạn của mình chuẩn bị đoạt lại ngân hàng New York, còn FBI cũng bị hất cẳng ra ngoài. Robin đợi người của cơ quan mật vụ rời đi liền gọi điện cho Turner, báo tin tổng thống đoạt ngân hàng cho cô. Cô biết cho dù Elena chết rồi cũng không đầu hàng trước tổng thống, còn hai ngân hàng đang bị người của Elena chiếm. Nếu cô nói cho cơ quan mật vụ đến ngân hàng New York thì chứng cứ ở ngân hàng còn lại, thế là Turner liền phóng tới ngân hàng đó. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi cơ quan mật vụ xông vào ngân hàng, phần tử khủng bố ngoan ngoãn phối hợp đầu hàng, nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Theo lời khai của Elena, mở dương sắt tìm được bộ búp bê nhưng mở ra thì không có gì. Ở bên này, Turner vừa tới ngân hàng, còn lại phần tử khủng bố liền đưa một chiếc hộp, dường như đang đợi cô có mặt. Nhiệm vụ của bọn họ là đợi cô đến lấy chứng cứ, sau đó lần lượt ra ngoài đầu hàng. Turner lấy được USB âm thầm đi gặp Dublin, bên trong chính là giao dịch của tổng thống với gia tộc Bellock. If she joins the primaries, I'm not so sure I can win. Do what you do best, I don't know. Take out Toronto's entire damn family for all I care. Turner và Dublin sững sờ nhìn nhau, không dám tin tổng thống lại nói ra những điều này. Hắn còn nói sau khi mình nhậm chức chúng ta sẽ cùng chia nhau số vàng trong ngân hàng liên bang. Dublin giờ mới hiểu ra âm mưu của Elena, hướng đi của họ đã đối lập với tổng thống, thế là Dublin dặn dò Turner phải cẩn thận. Vừa dứt lời, tổng thống gọi điện cho Turner lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi cô đã lấy được gì. Turner biết giấu không nổi, thế là khuyên hắn hãy nghỉ việc, không thì cô sẽ gửi video cho giới truyền thông. Hai bên tranh chấp không ngừng, tổng thống nói với cô Elena đã chết rồi, nếu cô muốn trở thành công chúa Bạch Tuyết tiếp theo tôi sẽ cho cô được tọa nguyện. Cùng lúc này Elena bị đưa vào rừng, đặc vụ ném bộ búp bê Nga xuống trước mặt cô. Tổng thống vốn định cho cô cơ hội cuối cùng nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Tổng thống ra lệnh là khiến cho Elena chết trong đau đớn. Elena không nhiều lời nằm áo van đứng lên, tay trái nhân cơ hội rút một cái đèn pin. Cứ như vậy một bà trùm vũ khí khét tiếng bị ném vào trong quan tài gỗ. Sau khi đóng chắc đinh liền lấp đầy, kết cục của Elena cũng đón tới hồi kết. Tổng thống ngang nhiên đánh cháo 6.000 tấn vàng trong ngân khố để thuận tiện vận chuyển, hắn đưa vàng vào tù để làm thành nút áo, rồi dùng xe tải vận chuyển đến nơi bảo mật, đồng thời mở cuộc họp báo tuyên bố kẻ đứng sau đã bị tóm gọn. Sự việc tấn công này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, nhưng Turner lại phát hiện từ sau khi Elena rời khỏi căn cứ, đèn trên bảng điều khiển không sáng nữa, tay sai của cô nhất định biết cô đang ở đâu, không thì sẽ không yên lặng như vậy. Quả nhiên khi Elena bấm nút phía sau cúc áo, tay sai lập tức có mặt, Elena bị chôn sống đã được cứu ra ngoài. Hãy kết thúc chuyện này nào. Cùng lúc này Turner nhớ tới chồng mình có qua lại với Elena, thế là lập tức vào tù hỏi kế hoạch tiếp theo của Elena. Nhưng cô không ngờ vừa đến đây liền có hai tù nhân vượt ngục. Một người trong đó là chồng của Turner, nhưng khi cô xem ảnh của người còn lại, Turner sững sờ. Cô nhận ra đây chính là chồng của Elena, nhưng không phải anh ta đã chết rồi sao? Turner lúc này mới tỉnh ra Elena không phải vì muốn xã hội trở nên tốt đẹp hơn, mục đích cũng không phải báo thù, mục tiêu thật sự của cô chính là số vàng đó. Ở bên này, Tổng thống và Patrick đều nhận được tin tức, bên trên là tin nhắn khiêu khích của Elena. Tổng thống hỏi Patrick muốn làm cục trưởng liên bang không?
Nếu muốn thì hãy tóm Elena cho tôi. Anh muốn gì tôi sẽ cho nấy. May mà Patrick lúc đó có cho tay sai theo dõi con gái của Elena, bây giờ cũng có lúc dùng đến, nhưng bọn họ xông vào nhà thì phát hiện bên trong là người giả. Chẳng lẽ bọn họ mọc thêm cánh? Lúc này Patrick phát hiện nền nhà dưới chân có vấn đề, lật thảm lên đập vào mắt là một đường hầm, nhưng Elena lúc này đã đưa con gái cao chạy xa bay. Khi Patrick đuổi theo thì đã quá muộn. Thân ở bên này vì để tìm manh mối đến cảng khẩu gần nhất, vì vàng rất nặng, cách vận chuyển nhanh nhất chính là đóng container ở bến tàu. Bọn họ nhanh chóng phát hiện những công nhân khả nghi. Vào lúc hai người do dự, Elena gọi điện cho cô nói với họ bên trong chỉ có 3 khẩu súng. Cô thừa súng giải quyết bọn họ. Thì ra chồng của Elena đã cướp một chiếc xe chở vàng, lúc này đang đến địa điểm tập kết với Elena. Sau khi có được tình báo, hai người lập tức tấn công, chẳng mấy chốc đã giải quyết được đám tay sai. Sau đó cảnh sát đúng lúc có mặt. Lúc này Dublin gọi điện tới nói rằng chồng cô thực chất là gián điệp của cục tình báo. Turner khó hiểu hỏi ông ta sao lại biết được. Dublin nói là cục trưởng cục tình báo đích thân nói với họ, mục đích là để không làm hại người của bên mình. Turner nhận ra có chuyện chẳng lành với đầu óc của Elena, sao lại không biết bên cạnh mình có nội gián chứ? Bây giờ chồng cô có khả năng đang gặp nguy hiểm. Nhớ tới lời Elena từng nói mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó mà nguyên do của mọi thứ đều bắt đầu từ sau vụ nổ ở đám cưới của Elena. Turner vội vàng tới nhà thờ Nga gần đây nhất, quả nhiên Elena và chồng mình đã phát hiện ra thân phận của Owen. Vào lúc Sergei sắp bóp cò Turner đúng lúc xuất hiện ngăn cản anh ta, nhưng có vài viên đạn bay tới, hai người chưa kịp phản ứng thì đã bị tia đỏ dí lên người. Lúc này Elena có mặt thì ra cô sớm đã phát hiện ra thân phận của Owen ngay từ lúc đầu, còn vì sao không vạch trần anh ta là vì ván cờ lớn hơn này. Turner thấy đến nước này chỉ đánh bỏ vũ khí xuống. Trước khi đi, Elena tặng cho Turner một bộ búp bê, nhưng mở ra thì bên trong chẳng có gì. Elena nói nếu cô còn muốn góp sức cho thế giới hỗn loạn này, sau này tôi sẽ tặng cho quà phần quà lớn hơn. Giống như chuyện tổng thống ăn trộm 6.000 tấn vàng vậy. Nói xong liền kênh kiệu rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của Turner. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, gia đình Elena chưa đi được xa đã bị tấn công, đối phương dường như cao tay hơn. Sau một hồi giằng co, Sergei bị đánh gục, lúc này một người phụ nữ xuất hiện, cô ta chính là chị đại của gia tộc Belov, nhưng cô ta còn có thân phận khác, chính là chị gái của cô con gái bắn đại bác năm đó. Năm đó Elena đã ra sức phản kích tiêu diệt cha và em gái mình, cô ta nhẫn nhịn cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội. Để cho Elena nếm mùi mất người thân, cô ta bắt con gái Elena đi, chỉ để lại cô và người chồng đang hôn mê. Elena vội đuổi theo nhưng phía sau lại có tiếng nổ lớn, Sergei mất mạng. Xem ra câu chuyện báo thù của Elena vẫn còn tiếp tục. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Tàn cuộc The Endgame. Các bạn có thấy bộ phim này hay không? Cho ta điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!